Hello everybody, how are you? Chào mừng em quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ lấy con Vivo i12 ra mình test liên quân cho bạn coi và cùng trải nghiệm với mình nha. Mình có làm video mở hộp về con này rồi, các bạn có thể coi video trước để trải nghiệm cùng mình nha. Con này mới ra mắt thôi các bạn ơi, đang chuẩn bị lên kệ. Giá dự kiến là 4.190.000 nha, Vivo i12. Con này thì khá giống với Vivo i15 nha các bạn. Khá là giống luôn, chỉ khác nhau hai điểm thôi. Một là về giá, con Vivo i12 giá là 4.190.000, trong khi Vivo i15 giá là 4.990.000. Điểm khác biệt thứ hai là về RAM. Con này RAM có 3GB thôi. Còn Vivo i15 là RAM là 4GB. Nhưng có một điểm khá là thú vị ở con Vivo i12 này. Đây là dòng sản phẩm đầu tiên RAM 3GB mà bộ nhớ hỗ trợ 64GB nha các bạn. Hỗ trợ 64GB. Hiện tại bên mình thì tất cả dòng sản phẩm 3GB đều là bộ nhớ 32GB thôi. Con này là con đầu tiên bộ nhớ 64GB. Ok, trước khi test liên quân trên con này thì mình xin giới thiệu sơ bộ về nó nha. Ok, Vivo i12. Con này sử dụng công nghệ màn hình IPS LCD HD nha. HD cộng chứ không phải Full HD các bạn. Màn hình giọt nước 6.35 inch. Thường những dòng sản phẩm bây giờ thiết kế màn hình là giọt nước hoặc là tràng viền, hỗ trợ cho mình xem phim cũng như chơi game. Con này chạy hệ điều hành Android 9.0 nha các bạn. Chip MediaTek MT6762 8 nhân 64 bit, gọi tắt là Helio B22, 4x2.3 GHz và 4x1.8 GHz. Chip đồ họa Power VG GE8320. Những cái dòng sản phẩm về sau này thường chip đồ họa vô chơi game khá là đẹp nha các bạn. Con này RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, nãy giờ mình cũng nói rồi. Có khe hỗ trợ thẻ nhớ lên 256GB nha các bạn. Con này thiết kế nguyên khối nhựa nha. Ok, bây giờ mình nói nhiều rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô mình test liên quân thử cho các bạn coi. Vô liên quân nha. Con này thiết kế góc cạnh nó khá là vuông vắn nha. Thiết kế bo vuông nè, chứ không phải là bo tròn. Bo vuông vậy mình cầm mình chơi game cảm giác như mình đang cầm máy PlayStation mình chơi game đó các bạn, khá là thoải mái luôn đó. Ok, mình sẽ giới thiệu các bạn một chức năng khá là hay nha, trợ lý trò chơi. Quên, nói nhanh quá lèo lưỡi rồi. Những cái dòng sản phẩm bắt đầu từ bây giờ và dòng sản phẩm đầu tiên là Vivo S1, mình thấy nó có trợ lý trò chơi này các bạn, để tối ưu hóa CPU cũng như tối ưu hóa RAM. Nó sẽ có một cái tia lửa phọt lên đó, sẽ chặn những cái nội dung như vậy. Nếu mình muốn mình sẽ chặn nó luôn đó, các bạn thấy không, nếu mình muốn là mình sẽ chặn nó luôn. Ok, các bạn có thể thấy chức năng này khá là hay nha. Mình có thể chặn thông báo nè, từ chối cuộc gọi nè, vô hiệu chụp màn hình cũng như cuộc gọi ngầm dưới nha. Ok, các bạn thích thì các bạn mở lên, còn không bây giờ mình sẽ tắt đi đó, xong mình nhấn ok. Từ cái dòng sản phẩm bây giờ trở đi của Vivo, lần đầu tiên nhất là Vivo S1, các bạn có thể thấy chức năng này khá là hay nha. Bắt đầu vô mình chơi thôi. Ok, quảng cáo khá là nhiều nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ cài mask setting luôn nha. Ok, mask setting tất cả luôn, tất cả luôn. Ok, mask setting nha anh em. Rồi, sẽ bắt đầu vô, mình đấu thử coi.
Con này RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB, được hỗ trợ bởi chip Helio B22, màn hình giọt nước 6.35 inch, khá là ngon nha. Để mình vô mình test thử coi, con này chơi Liên Quân thì sao, có lag không, pin có nóng không. Phần này là cái phần căng thẳng nhất. Mình không biết chọn con gì cho chơi ngon giờ. Điện đi. Các bạn ơi, mình vô chỉ để mình test máy cho các bạn thôi nha, chứ mình chơi gà lắm đó. Mình chơi con nào thì cũng gà thôi. Mình đang test Liên Quân trên con Vivo Y12 các bạn. Con Y12 này giá dự kiến là 4.190.000, đang chuẩn bị lên kệ. Vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam mình luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu các bạn cảm thấy mình làm video không hay ở điểm gì thì các bạn cứ comment cho mình nha. Comment cho mình nhiệt tình vô, mình sẽ rút kinh nghiệm mà làm những video sau hay hơn. Các bạn comment nhưng mà đừng chửi mình nha. Mắng mình thôi, mắng mình thôi đừng chửi mình. Con này thì pin 5000. Cũng như mình thường nói thôi, mình rất thích dòng Vivo bởi dòng Vivo pin rất là trâu các bạn. Chơi game nổi tiếng mà máy không nóng luôn đó. Hiện tại Vivo là dòng sản phẩm hãng sản xuất đầu tiên có hai sản phẩm pin 5000. Ok, khá là ngon nha. FPS, các bạn có thể thấy FPS của con này. Để mình chỉnh coi con này max FPS chưa. Ok, max setting hết rồi nha các bạn. FPS luôn nè, FPS cao bậc luôn hết rồi. Con này có vẻ như FPS của nó không được cao các bạn ơi. Chỉ khoảng 30 thôi. Oh my god. Con này yếu quá. Bên Epson của mình. Các bạn có thể thấy con này FPS khá thấp nha. FPS khá thấp luôn đó. Mình không biết chơi, mình còn đánh con này nữa, mình cảm thấy mình càng tệ hơn. Trời
ơi, đóng băng mình luôn rồi. Không biết tại sao mình chết. Bởi vì mình quýnh quá gà đúng không các bạn? Mình đang test liên quân trên con Vivo i12 các bạn. RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, chip Helio B22, pin 5000, màn hình 6.35 inch. Chơi nãy giờ không lắc luôn, đồ họa thì khá là đẹp. Con này cầm chơi game như mình đang cầm máy PlayStation á, khá là thoải mái luôn nha. Chỉ có một điểm là con này FPS khá là thấp nha các bạn. Rớt hai mấy không à. Rồi xong, nhìn thấy tương lai phía trước rồi. Mình chơi khá là tệ nha các bạn. Các bạn có cách nào chỉ cho mình chơi hay lên được không? Vivo i12, em của Vivo i15. Trời bến đông quá vậy ta. Không hiểu tại sao tôi lại chết. Ok, Vivo i12 chơi liên quân khá là ngon các bạn, không lắc một miếng nào luôn. Đồ họa thì khá là đẹp. Điện thoại cầm chơi game rất là thoải mái nha. Pin thì không có gì gọi là nóng hết. Chỉ tệ một cái FPS khá là thấp thôi. Hai mấy không mà. Không vượt qua nổi 30 luôn. Không hiểu tại sao mình chết. Người ta nói bu đông. Bu đông địch thúi, bu đông này chết đông rồi. Xin lỗi anh em, mình đã làm anh em coi cảm thấy buồn ngủ. Mình chơi khá là tệ. Mình sẽ cố gắng mình chơi hay hơn. Mình vô chữ để mình test game trên Vivo i12 các bạn cảm nhận thôi.
Trời ơi, sao ép bé thấp vậy hả trời? Nhỏ kia đi sao bơm máu cho mình. Chưa kịp chạy quốc chết luôn rồi. Các bạn chơi con này không có dành à, giết kìa các bạn ơi. Bây giờ mình hỗ trợ 10 chết tới 7 rồi mà chưa giết được một ai hết. Ok, lên 33 rồi. FPS lên được 33 rồi. 36 rồi các bạn ơi. FPS con này khá thất thường ta. Mình đã mở maximum hết rồi nha các bạn, max setting luôn. Tôi bay luôn. Ok, tình hình là các bạn như bên mình chuẩn bị thua rồi. Oh, vui quá các bạn ơi, một tin vui, FPS đã được 35 rồi. 36 luôn. Con này FPS mình không hiểu nó luôn nha các bạn. Lên rất là thất thường luôn á, nhiều lúc lên năm mấy luôn, mà lên năm mấy không được bao lâu hết. Các bạn có thể giải thích cho mình tại sao mình lại chết nhưng mình không biết cách tại sao luôn. Xem lý do. Xem gì đây. Thì một em gái xinh tươi sát hại. Mình đang test liên quân trên con Vivo i12, RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, chip Helio B22. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng như để đón xem những video tiếp theo của mình. Hiện tại là dòng sản phẩm Vivo đã hết về sản phẩm mới rồi. VS1, Vivo S1 và Vivo i12. Nghe đồn từ giờ đến cuối năm sẽ về dòng sản phẩm Vivo V17. Một bước đột tiến mới của Vivo V15. Ok.
Ok, thì bên mình thua rồi. Các bạn thì hình như bên mình thua rồi đó. Chắc mình tự phá nhà luôn quá. Càng đông càng vui. Ôi, dồi, gì ghê vậy? Mình à, không giết được ai hết. Chết 12, hỗ trợ 14. Tiếp theo là những dòng sản phẩm VS Max chuẩn bị ra mắt nha các bạn. Từ giờ đến cuối năm là 6 dòng sản phẩm. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để đón xem những video tiếp theo. Bên mình hiện tại đang bán rất là nhiều dòng sản phẩm. Tất cả dòng sản phẩm từ Samsung, iPhone, Vivo, VS Max, Huawei, Xiaomi, Oppo. Các bạn cần dòng sản phẩm gì thì cứ comment cho mình. Mình sẽ trả lời các bạn chương trình khuyến mãi cũng như cập nhật giá hàng ngày luôn. Đông quá. Đông quá các bạn ơi. Nó bu vô không hiểu tại sao mình lại chết luôn á. Một cuộc chiến căng thẳng. Vivo Y12 chơi liên quân khá là ngon, đồ họa đẹp, không lắc luôn. Quá ngon. Nhưng buồn quá, FPS thấp thiệt. Không mà chị cũng là ngon rồi, không sao hết. Mình tiếp tục ra nộp mạng cho tụi nó thôi. Ok, mình biết mà, mình sẽ hy sinh thôi. Ok. Má, anh em mình đông quá. Ok, giảm hình ảnh để tăng chất lượng chơi game thôi. Máy nó yêu cầu rồi. Những cái dòng Vivo về sau này từ dòng sản phẩm Vivo S1, Vivo Y12 các bạn khá là ngon nha. Có một thiết kế khá là hay là nó kiểm soát được trò chơi của mình luôn đó. Các bạn có thể lúc mà các bạn vô game các bạn có thể tắt nhận cuộc gọi hay là tắt nhận thông báo luôn. Chức năng khá là hay và khá là mới trên sản phẩm Vivo. Ủa rồi. Mình tưởng bồ mình lao qua như con điên à. Ok, tình hình là tụi mình đã thua rồi. Bồ mình ghê quá các bạn ơi.
bọn mình chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng. Ok các bạn ơi, mình vừa test liên quân trên con Vivo i12 các bạn. Con này chơi game khá là ngon nha, không lắc luôn, không lắc, đồ họa khá là đẹp. Sau khoảng hai mươi mấy phút mình chơi game, mặc dù đội mình đã thua rồi nhưng mà cảm thấy con này khá là ngon nha, pin không nóng luôn nha các bạn. Trời ơi, nãy giờ mình chơi được hai mấy phút, gần 30 phút luôn mà pin không nóng, chơi không lắc luôn. Đồ họa khá là đẹp, mình chỉ hơi buồn là con này ở cái FPS nó khá thấp nha. Nhiều lúc nó rớt xuống hai mấy luôn, mà nhiều lúc nó lên ba mấy, bốn mấy, năm mấy luôn. Mình cũng không hiểu được. Ok, mình vừa test game trên con Vivo i12. Các bạn hãy cùng cảm nhận và đánh giá cùng mình nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng như đón xem những video tiếp theo về những sản phẩm mới của mình, cũng như test game những dòng sản phẩm khác nha. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha.